lái xe container yêu cầu thay đổi kiểm sát viên tại phiên phúc thẩm. Bị cáo Hoàng và các luật sư cho rằng kiểm sát viên Lưu Thế Hùng, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phổ Yên, tiếp tục giữ quyền công tố tại phiên phúc thẩm lần này là không khách quan. Khoảng 7 giờ, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai lực lượng bảo vệ, kiểm soát tại cổng. Rất đông công an được điều động tới. Theo ghi nhận của Dinh, luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng có mặt từ sớm ở khuôn viên tòa án. Ngoài hai bị cáo và những người liên quan, tất cả được bố trí ngồi ở phòng riêng, xem qua màn hình TV. Khoảng 8 giờ ngày 4 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên xét xử cấp phúc thẩm vụ xe Toyota Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên khiến 5 người vong hồi cuối năm 2016. Hai bị cáo trong vụ án là Lê Ngọc Hoàng 35 tuổi, ở Thái Bình và Ngô Văn Sơn 42 tuổi, quê Bắc Ninh, đều bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tại phần thủ tục, bị cáo Lê Ngọc Hoàng, 35 tuổi, ở Thái Bình yêu cầu thay đổi kiểm sát viên Lưu Thế Hưng, thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Bị cáo cho rằng, ông Hưng là người đã đề nghị y án sơ thẩm tại phiên phúc thẩm lần 1, truy tố bị cáo lỗi không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật, và không đảm bảo khoảng cách an toàn. Sau đó, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội đã tuyên hủy cả hai bản án của Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu điều tra lại. Tuy nhiên, khi điều tra lại thì cáo trạng mới đã truy tố bị cáo theo tội danh điều khiển xe tham gia giao thông không tuân thủ quy định về tốc độ, không giảm tốc độ khi gặp biển cảnh báo đi chậm. Vì vậy, bị cáo xin thay đổi kiểm sát viên Lưu Thế Hưng, bị cáo Hoàng đưa ra lý do. Đồng tình với bị cáo, luật sư Nguyễn Thiện Hiệp người bào chữa cho bị cáo Lê Ngọc Hoàng, cho biết nếu kiểm sát viên Hưng tiếp tục tham gia phiên tòa này sẽ không khách quan. Nêu quan điểm về việc thay thế mình, ông Hưng cho biết được cấp trên phân công, việc tham gia phiên tòa là đúng quy định. Sau khi hội ý ít phút, hội đồng xét xử quyết định giữ kiểm sát viên Lưu Thế Hưng, vì không thuộc trường hợp bị từ chối hoặc thay đổi. Trong phiên tòa lần này, bị hại và bị cáo Sơn không kháng cáo, vì vậy, hội đồng xét xử cho luật sư các bị hại ra về. Bị cáo Sơn được chủ tọa cho làm nhân chứng. Hôm 13 tháng 5, phiên tòa phúc thẩm phải bị hoãn do sự vắng mặt không lý do của nhiều người liên quan. Các bị cáo trong vụ án này là Ngô Văn Sơn 42 tuổi, quê Bắc Ninh và Lê Ngọc Hoàng 35 tuổi, ở Thái Bình. Cả hai bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tại tòa sơ thẩm ngày 14 tháng 2, Tòa án Nhân dân thị xã Phổ Yên Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Hoàng 4 năm 6 tháng tù và Ngô Văn Sơn 9 năm tù, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Về phần dân sự, tòa buộc hai tài xế bồi thường cho gia đình các bị hại tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Vụ án xảy ra 4 năm trước. Qua nhiều lần xét xử, hội đồng xét xử đều nhận định cả hai tài xế có lỗi. Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù, Ngô Văn Sơn 9 năm tù. Đến nút giao Yên Bình ở thị xã Phổ Yên, Sơn chạy quá lối ra nên bị cáo dừng xe bên lề cao tốc, rồi bật đèn cảnh báo nguy hiểm và cho xe đi lùi. Cùng lúc, Lê Ngọc Hoàng lái xe container chở thép đi phía sau đã đâm vào đuôi chiếc Toyota Innova, khiến 5 người trên ô tô của tài xế Sơn tử vong.